Chào tất cả quý khán thính giả, thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Thuận. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Nếu quý vị khi Hoàng Tuấn lên trên YouTube xem ý kiến mà quý vị xem chương trình đọc báo Vẹn đó, thì có nhiều ý kiến cũng hay hay. Có người nói là tụi rảnh quá. Thưa quý vị, không có rảnh đâu nha, tụi tôi công việc nhiều lắm á, không có rảnh đâu. Còn có người nói là có ngon thì về Việt Nam nói đi, với tính cách là hăm dọa. Thưa quý vị, những người mà nói là có ngon về Việt Nam nói đó, là những người đó là tự tố cáo chế độ. Tức là Việt Nam là không ai được quyền đụng chạm tới đảng và nhà nước cả. Không ai được quyền nói những cái xấu của chế độ. Cho nên mới nói câu là có ngon về Việt Nam nói đi. Thì giống như hôm trước mà ông Tổng Bí Thư mà ông tự mà bà trao cho người xem lưng. Cho nên thì cũng có, nhưng mà thưa quý vị, đó là một bộ phận rất nhỏ. trong số những người xem đồ báo Vẹn. Chúng tôi cũng nói cho nó vui thôi, chứ thật sự chúng tôi xem đó chúng tôi cười thôi, chứ cũng chả cái gì ghê gớm cả. Rồi, thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin phép mình hồi có cái tin này thì nó có liên quan tới giải trí, văn nghệ mà lại bệnh nữa. Mà đặc biệt là liên quan tới cán bộ. Đó. Thế nhiều thứ thế. Đấy, thế thì cái cán bộ của mình thì nó có nhiều cái việc rắc rối lắm. Thứ nhất là văn nghệ. Giải trí. Rồi đến dịch bệnh. Rồi đến cán bộ. Nếu một cách bình thường tôi thấy những thứ này nó đâu có liên quan gì đến nhau đâu. Ồ, liên quan chặt chẽ. Không, tôi thấy... Đây. Anh từ từ. Anh phải chứng tỏ tôi thấy. Báo Tiền Phong Online đăng đàng hoàng nha. Đắk Nông khuyến cáo cán bộ công chức không đi karaoke và massage. Sau khi ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng có liên quan đến cơ sở karaoke, spa, Đắk Nông tổ chức xét nghiệm sàng lọc toàn thể cán bộ công chức, viên chức. Đồng thời tỉnh này khuyến cáo cán bộ công chức không đi nhà hàng, quán cà phê, karaoke và massage. Như thế thì thưa quý vị, trong cái tình hình dịch bệnh á, cán bộ là phải gương mẫu, đúng không? Thì mình phải gương mẫu, mình là chống dịch như chống giặc mà. Mình là cán bộ nữa. Thế thì tại sao bây giờ là ở Đắk Nông là phải xét nghiệm sàng lọc toàn thể cán bộ công chức, viên chức và khuyến cáo cán bộ công chức không đi nhà hàng, quán cà phê, karaoke và massage? Thế chẳng lẽ cán bộ mình là tối ngày đi ăn chơi không ạ? Thì anh chứ nghĩ thế cửa đó cũng được. Tôi nhìn có một cái nhìn khác về cái khía cạnh khác. Rồi, mời anh. Tôi lo lắng cho cái những thương vụ của những cái cơ sở thương mại đó. Những cái quán cà phê, những tiệm massage, những quán nhậu, vân vân, karaoke vân vân. Tại vì như vậy, cái khách chính là những người có tiền. Đúng rồi. Mà dân thường thì làm gì có tiền để đi những cái chỗ này. Chẳng lẽ bây giờ ông đạp xích lô, ông ba gác, hay là anh làm, hay là những người làm xí nghiệp rồi này kia, công nhân, hay là những người nông dân ở những cái vùng đó, hay là những người đồng bào thiểu số ở trong vùng đó, họ đi hát karaoke, họ đi massage, hay là anh cứ tưởng tượng cái cảnh nó có không? Được không? Khó. Mà bây giờ cấm cán bộ như vậy thì tức là dẹp, anh dẹp luôn cả tất cả cái business, cái thương vụ ở cái vùng đó rồi. Còn như bây giờ như vậy là tôi nghĩ là quán nhậu thì dẹp tiệm, massage thì cũng dẹp tiệm, karaoke cũng dẹp tiệm, mà tất cả những cái tụ điểm mà vui chơi khác cũng dẹp tiệm hết. Là tại vì cái thành phần chính, cái khách hàng chính của mình bây giờ bị cấm, mà bị cấm rồi thì làm sao bây giờ? Tôi lo lắng cho cái kinh tế của tỉnh Đắk Nông. Biết như thế, nhưng mà tại vì chẳng đặng đừng nó lộ quá đi, là đến nay Đắk Nông đã vượt mốc 1.000 ca bệnh. Đáng chú ý là những ca bệnh ngoài cộng đồng mới xuất hiện trong 3 ngày gần đây, có yếu tố dịch tễ phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người như là nhân viên quán karaoke, spa, rồi mới tới học sinh, giáo viên, công chức, lái xe, công nhân. Những ca bệnh này tập trung nhiều tại thành phố Gia Nghĩa. Thì thưa quý vị, cái chuyện dịch bệnh là cái chuyện chung, ai cũng phải đề phòng. Dân thì chích ngừa, người nào mà chích được một mũi thì mừng, mũi thứ hai và chích được thuốc Mỹ thì mừng hơn là thuốc của Tàu. Thế mà không biết tại sao ở một cái tỉnh như cái tỉnh Đắk Nông mà vùng núi thế mà chỉ nhắc là nhắc cán bộ thôi. Và người ta cũng bảo là khi phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng thì Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 1 tháng 11. Thưa quý vị, những bài báo này là báo Tiền Phong Online, chứ không phải là báo ở hải ngoại, không phải BBC, không phải Đài Hoa, không phải gì cả. Nhưng mà chúng tôi chỉ đọc cái phần đầu là chúng tôi thấy nó nói thì cái nói trong nước là nó rất là ấn tượng. Nó là xét nghiệm sàng lọc toàn thể cán bộ công chức viên chức, đồng thời tỉnh này khuyến cáo cán bộ công chức không đi nhà hàng, quán cà phê, karaoke, massage. Thế thì tại sao mình không nói là trong tình hình này thì tất cả mọi người không nên đi karaoke, quán cà phê, massage, mà chúng ta là chỉ khuyên vùng của cán bộ không?
Là tại vì anh nói tất cả mọi người thì cũng đâu có khác biệt gì khi mà anh chỉ cấm cán bộ. Là tại chỉ có cán bộ đi, tôi nghĩ như vậy. Thực tế mặc dù tôi không sống ở trong nước, nhưng mà qua báo chí tôi đọc á, thì tôi hiểu là những người có tiền để có thể hưởng thụ được những cái dịch vụ này vào cái lúc này, tiếng Anh gọi là enjoy những cái dịch vụ này vào cái lúc này, tôi không nghĩ là người dân bình thường, hay những người đi làm bình thường, hay là những người nông dân bình thường, hay là những đồng bào sắc tộc ở trên miền núi miền cao bình thường, mà có thể là khách hàng của những cái tụ điểm, những cái nơi ăn chơi như thế này. Nó một cái khác thì thôi quý vị, chỉ có cán bộ thôi mới làm được cái chuyện này. Thì thôi mình nói thì nói tới rồi nói lui. Bây giờ như vậy thì cũng là rất là kẹt, là tại vì cấm ở những nơi đó thì bây giờ các cán bộ bây giờ cũng tập trung ở những cơ sở cơ quan nhà nước thì cũng phải làm việc chung với nhau chứ, phải không ạ? Thì cũng phải cũng đông người chứ, cho nên là tại sao mà đấy cũng là cán bộ đó cũng ở những nơi đông người, một đảng cấm một đảng không cấm là làm sao, tôi không hiểu nổi. Ở bên quán massage thì cấm, mà văn phòng làm việc thì không cấm, mà cũng cùng là cán bộ. Ủa? Mà cùng tập trung đông người. Anh lại không hiểu nữa. Sao? Tại vì cái chỗ karaoke với massage đó thì ngồi gần sát với nhau. Còn cái chỗ làm việc thì có nhiều khi trong giờ làm việc mà không có người làm việc. Mình không làm massage, mình không làm cái cần giống như xa xa rồi mát rồi gãi lưng được. Massage rồi. Nhưng mà nó lại gần. Thôi chịu thua. Không, trước khi anh chuyển qua đề tài thì tôi nói vậy. Tôi rất thông cảm cho cán bộ khổ như các ngành, bởi vì như thế này, nhiều khi anh biết là cán bộ cấp dưới đó khi cấp trên đi thanh tra, đi công tác về địa phương đó, thì ngoài cái việc mà ăn uống xong đó, có cái gì vui không? Có cái gì tươi mát tí không? Nếu mà cấp dưới mà không lo cho cấp trên đó, rất là kẹt. Cho nên cái đó là cái tình đồng chí với nhau. Cái tình đồng chí, cho nên người ta phải lo lắng như vậy. Đấy, chúng tôi rất là thông cảm. Chúng tôi nói với một thái độ thông cảm cho cán bộ đảng viên ở huyện Đắk, ở tỉnh Đắk Nông. Nhiều khi anh Hoàng Tuấn thì hay nói là ở Việt Nam giờ chỉ có làm cán bộ, đảng viên là sướng, thì dân thì rất là khổ, vân vân. Cũng không hẳn đúng, nhưng cái trong trường hợp này thấy tội cho cán bộ, tội quá, tự nhiên cái bị đưa lên vào cái đề tài đăng báo như thế này. Nhất là anh Hoàng Tuấn này còn mang vào cái chương trình Đọc Báo Vẹn, mới đọc đầu anh đọc đầu tiên nữa thôi quý vị, anh không cho Quân Khôi đọc nào, mặc dù Quân Khôi có cái tin nó quan trọng hơn, tin lớn hơn rồi, quý vị là báo Tuổi Trẻ, và chúng tôi nghĩ rằng là tất cả các hãng thông tấn trên thế giới cũng đều đăng cái tin này, mặc dù nó là liên quan đến Việt Nam, nhưng mà nó cũng liên quan đến hai quốc gia sưng sỏ, đó là đế quốc Mỹ và Iran. Đó là Việt Nam bây giờ cũng có tiếng trên thế giới rồi nè. Việt Nam lên tiếng về tàu chở dầu Sotheby's có liên quan đến Mỹ và Iran. Toàn bộ 26 người Việt trên tàu Sotheby's vẫn an toàn và được đối xử tốt theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cả Mỹ và Iran đều cáo buộc lẫn nhau là bên đã bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Việt Nam. Đây là con tàu đăng ký tại Việt Nam. Có cái tên thì Sotheby's mình không biết là... Đây là để cho quốc tế người ta dễ nhớ. Và toàn bộ, hình như toàn bộ thủy thủ ở trên đó đều là người Việt Nam, 26 người. Cái con tàu này trong cuối tháng vừa qua thì đã bị Iran bắt ở ngoài khơi của Iran. Sau đó họ dòng cái con tàu này về trở lại trong hải phận của Iran. Và khi mà dòng như vậy thì có những cái chiếc tàu Mỹ đi theo. Quan sát. Thì rắc rối ở cái chỗ á. Là bên Iran thì nói rằng cái tàu này á, là bị Mỹ âm mưu chiếm đoạt để lấy dầu, ăn cắp dầu. Bên Mỹ thì nói là con tàu này là Iran bắt và Mỹ chỉ là chứng kiến cái vụ bắt đó mà thôi và dòng về thôi. Tại sao bắt? Thì thưa quý vị cũng không biết tại sao Iran bắt, thực sự mình cũng chỉ đoán thôi. Xâm phạm lãnh hải gì không? Thì tàu này nó mua bán dầu của Iran, nó mua dầu của Iran thì nó vi phạm cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Và chính vì điều đó mà Mỹ theo dõi, và nếu mà con tàu này, tôi nghĩ vậy thôi, nếu có thể ra ngoài khơi xa một chút xíu thì có thể gặp khó khăn với Mỹ, tại vì Mỹ đã biết chắc chắn cái con tàu này buôn bán dầu cho Iran, với Iran rồi vi phạm cái lệnh cấm như vậy, cho nên Iran thấy cái chuyện nó nguy hiểm như vậy thì Iran bắt trong về trở lại Iran, và có thể là bỏ dầu xuống hay là chờ lúc nào thoải mái hơn. Iran bắt còn hơn là để Mỹ bắt để Mỹ phát giác ra. Thì cái chuyện này nó xảy ra không phải chỉ riêng với Việt Nam, nó cũng xảy ra với nhiều con tàu khác rồi. Cái điều mình cầu đầu tiên mà khi tôi đọc cái tin này, cái tin vui ở cái chỗ là 26 bộ người Việt ở trên con tàu đó an toàn và được đối xử tốt, thì cái đó là cái điều mà mình cầu mong. Còn bây giờ nói cái chuyện mà cách làm việc của Việt Nam, thì phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng xác nhận Việt Nam đã nắm được thông tin trong cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 4 tháng 11. Theo bà Thu Hằng, sau ngay khi nhận được tin thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với đại sứ quán Iran tại Hà Nội. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cũng đồng thời làm việc với các cơ quan Iran để xác minh thông tin, sớm giải quyết vụ việc, đảm bảo an toàn và đối xử nhân đạo với các công dân Việt Nam.
ngày 27 tháng 10, bà Thu Hằng nói, trong trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, thuyền trưởng tàu Surface cho biết toàn bộ 26 thuyền viên Việt Nam được đối xử tốt, tình trạng sức khỏe vẫn bình thường. Cái điều mà chúng tôi muốn nói khi mà đọc cái bài báo này đó, là cái sự việc này nó xảy ra từ ngày 27 tháng 10, tức là xảy ra trước đó. 27 tháng 10 là mình biết rồi. Mình đã trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran để thăm dò về cái tình trạng sức khỏe của những thủy thủ trên đó. Mà tại sao không công bố cho mọi người dân cũng biết, không nói gì cả. Cho đến gần đây, tức là có mấy ngày hôm nay, ngày hôm qua, mới nói chiều ngày 4 tháng 11 mới nói cái chuyện này. Không một tuần lễ sau, tôi nghĩ là những cái chuyện này nó là những cái chuyện rất là nóng, và người dân trong nước có quyền được biết những cái gì sinh hoạt gì liên quan đến cái con tàu này, vì dù sao cũng là người Việt Nam với nhau và nó xảy ra một cái vùng biển nóng như vậy. Thực sự là thì chúng tôi thấy cái cách làm việc của bà Thu Hằng này, cái thông tin bà đưa ra nó chậm quá, cho nên mình cầu mong mọi chuyện tốt đẹp, đừng có gì xấu nó xảy ra trước tàu. Nhưng mà đồng thời cũng yêu cầu bà là có cái tin tức gì mà liên quan tới vấn đề mà những người Việt Nam ở hải ngoại đó, để thông báo liền. Bà thông báo liền, nhất là trong những cái trường hợp nó nhạy cảm như thế này. Còn dĩ nhiên là anh Hoàng Tuấn thì quý vị muốn nghĩ rằng là tại sao Việt Nam làm ăn với Iran, tại sao cấm Iran là một quốc gia thế nào, hoặc là bây giờ mình cứ chơi đu dây giữa Mỹ và Iran, mình một đảng thì mình đi với Mỹ. Nói những điều bây giờ mình nói tốt, Mỹ, rất tốt gì? Đẹp về Mỹ, cái gì của Mỹ cũng là nhất. Mà mình lại đi chơi, mình đi cửa trong, mình buôn bán với Iran. Thì cũng một lúc nào đó tôi chỉ sợ là lúc mà mình sang đó mình cần lại xin vaccine nữa, hoặc là mình cần bị xin viện trợ nữa, thì bên Mỹ nó lại bảo chứ anh chơi với tôi hôm nay mà ngày mai anh phản tôi, sao anh tôi có đừng thể lo cái nghề mà luồn lách mà ca bài ca con cá là đảng và nhà nước giỏi lắm. Anh nghĩ vậy từ cái thời xa xưa. Tôi đã nghe hồi sau năm 75 tôi đã nghe có một số cán bộ mà thuộc cái dạng mà cũng không có được kiên định lập trường lắm thì nói rằng là Việt Nam hồi thời kỳ chiến tranh đã đu dây giữa Nga và với Nga rồi. Cái nghề đu dây là nghề của chàng. Còn cái việc mà anh bảo tại sao tin nóng mà không có đưa liền đó, thì anh lâu nay anh đọc báo vẹm theo dõi tình hình mà anh lại không hiểu được một cái điều căn bản của đảng và nhà nước Việt Nam. Càng nóng chừng nào thì ta càng giấu chừng đó. Anh thấy ví dụ như là ở trong nước cái vụ Đồng Tâm, đúng không? Cái vụ mà của Lê Đình Kinh, nó nóng như thế đó. Nhưng mà phải kiếm đủ mọi cách để mà che giấu. Chỗ nào nó càng nóng á, phóng viên quốc tế tới là mình đuổi. Mà lạng quạng là mình còn đánh nữa. Tức là tìm đủ mọi cách để ngăn cản. Chỗ nào càng nóng thì mình càng che giấu. Việt Nam thích nguội, cho nên hay bắt nguội. Hay bắt nguội người ta. Đấy, cho nên đó là cái chuyện đó là nó thuộc về chủ trương đường lối cách làm việc của đảng và nhà nước. Còn cái việc mà đảng và nhà nước luồn lách thế này kia, nhưng mà tôi nghĩ như vậy, những cái chuyện mình kể lại đó, tức là cái hồi đó anh còn ở Việt Nam, tức là cái chuyện đó nó xảy ra mấy chục năm về trước rồi, và là về trong thời chiến tranh. Bây giờ nửa thế kỷ sau rồi, không lẽ mình không thay đổi, không đổi, anh mình đổi mới đấy mà anh cuốn à, cái vụ cụ Kinh mới đây anh. Không, nhưng mà ý tôi nói là cái quan điểm đâu, cái chủ trương đường lối làm việc của nhà nước mà theo như anh các anh nói, mà người cán bộ nào đó người ta kể lại cho anh đó, thì là từ trước giờ nó vẫn là như vậy. Thì tôi tưởng là cái đường lối đó là nửa thế kỷ trước rồi, tôi vẫn hy vọng nửa thế kỷ sau thì mình có gì thay đổi, mình có gì đổi sau khi mình đã đổi mới tư duy là mình khác trước chứ. Anh lại ngây thơ nữa, nếu đảng và nhà nước mà biết thay đổi thì đất nước mình đâu có nghèo đâu như ngày hôm nay. Tức là đảng và nhà nước là sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà bản chất của đảng cộng sản thì nó vẫn là như vậy. Ok. Nếu mà đấy, anh nói như vậy thì tôi đồng ý. Không gì thay đổi cả. Tôi đồng ý. Ok, rồi. Tôi chờ lại với anh. Rồi chúng tôi xin tạm ngưng phần 1, khi trở lại phần 2 thì chúng tôi có rất nhiều các bài báo khác để gửi đến quý vị. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì hôm nay Hoàng Tuấn lại có cái bài báo nó về cái chuyện mà giáo dục cán bộ. Lễ đầu chương trình thì chúng tôi đã nói về cái chuyện mà ở Đắk Nông khuyên cán bộ không nên karaoke, massage, cà phê. Thì bây giờ là ở Đồng Tháp, ngày 3 tháng 11, này báo Tuổi Trẻ Online nha. Tỉnh Đồng Tháp cho biết, là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết là Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định, quy định về ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Thì thưa quý vị, khi mà mình làm cán bộ thì đương nhiên mình phải đạt được những cái tiêu chuẩn cần thiết của một cán bộ. Mà mình phải hơn người thường. Mà không biết tại sao bây giờ lại có những cái nhiều lắm. Chúng tôi xin trích ra một vài đoạn chính như thế này. Ở Đồng Tháp nói là cán bộ không lên mạng xã hội nè, đeo tai nghe, mở nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí trong giờ làm việc. Không tổ chức đánh bạc,
tham gia các tệ nạn hoặc các hành vi khác trái với quy định pháp luật dưới mọi hình thức. Đặc biệt là khi giao tiếp với công dân phải thực hiện 6 biết và 3 không. Đấy. 6 biết là biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi. Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Nhất là không được lợi dụng việc phát biểu ý kiến, việc góp ý phê bình làm tổn hại đến uy tín của cán bộ lãnh đạo. Cái này là cái chỗ anh phải để ý nha. Quản lý và đồng nghiệp không định bỡ lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng. Thế quý vị, cái cách mà nhắc nhở hay là đưa ra những cái tiêu chuẩn cho cán bộ để làm việc thì điều đó cũng tốt thôi. Mà tôi thấy cái này giống như vậy cũng nít vậy anh. Bây giờ cán bộ mà phải biết là phải biết chào. Mình là cán bộ mà dân mình là công bộc, mình là nô bộc tôi tớ của dân. Mà dân tớ mình không biết chào à? Thưa quý vị, nếu mà quý vị có không con cái thì quý vị cũng biết, ai cũng biết cái điều đó cả. Con nó bắt đầu biết nói, nó biết thưa, nó bắt đầu đi lại một cái. Là cái điều đầu tiên mà bất cứ người cha mẹ, người mẹ nào dạy cho con mình cũng là có khách đến nhà con phải biết chào. Không ạ? Chào ông, chào bà, chào bác, chào anh, chào chị. Cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Tiếp một điều thôi, thì khi lớn lên ấy, thì cán bộ người ta là mất hết những cái điều tốt đẹp đó. Bố mẹ thì dạy là biết chào, mà lớn lên bắt đầu tự nhiên trở thành đảng viên, đi làm cán bộ, làm viên chức nhà nước, đứng ở trong đó là tự nhiên mặc trách lên trời. Và cái chuyện mà bố mẹ mình dạy mình từ hồi thuở nhỏ đến giờ quên hết. Thì tôi nói dạy cái này cũng như là dạy một đứa trẻ con, biết chào nè, biết cười. Ông bố mẹ mình cũng dạy mình phải biết cười với mọi người phải không ạ? Biết lắng nghe. Không phải nghe mọi người nữa. Còn phải biết lắng nghe. Biết hướng dẫn, đã biết dẫn là mình là cán bộ. Biết cảm ơn và biết xin lỗi. Cái đó bố mẹ mình đã dạy mình rồi. Bây giờ sao bây giờ mình cán bộ đảng viên mà mình phải đi học như một đứa trẻ con như thế thì làm sao mình phục vụ cho dân? Nói một cái chữ mà người Việt Nam cũng hay dùng cái chữ là mất dạy đó. Thực tế nó là như vậy. Bố mẹ mình đã dạy rồi. Tự nhiên mình lớn lên cái mình những cái điều mà tốt đẹp của bố mẹ mình dạy mình hay mình đi học ở trường lớp các thầy các cô dạy mình tự nhiên mất hết. Làm cán bộ cũng mất hết những cái tính tốt đó. Tại sao mình phải coi lại? Cái này thực sự là quan trọng, phải nói chuyện chơi đâu. Anh biết là báo Tuổi Trẻ Online người ta đặt câu hỏi là tại sao Đồng Tháp phải ban hành bộ quy tắc này, vì cán bộ công chức đã có luật điều chỉnh rõ ràng rồi. Nhưng mà ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp khẳng định là chúng tôi ban hành bộ quy tắc trên cơ sở bộ quy tắc của Bộ Nội vụ đã ban hành quy định thái độ ứng xử của cán bộ công chức. Trước đó luật chỉ điều chỉnh chung, còn bộ quy tắc này thì nó cụ thể hơn. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này 46 năm chúng ta giải phóng miền Nam thống nhất đất nước mà cho đến bây giờ mà mình những cái điều con nít làm được mà mình dạy cán bộ như vậy một cái nhật như một đứa trẻ con như thế thì biết bao giờ đất nước mình nó phát triển được. Tôi không hiểu nổi. Thưa quý vị, có nhiều điều không hiểu lắm, chẳng hạn như trên thế giới người ta chống dịch thì tuy nhiên cái lúc mà dịch mới có thì cũng đủ mọi người thuốc này thuốc kia thử nghiệm, rồi sau cùng thì có thời gian tới và người ta tìm được các loại vaccine, nghiên cứu để tìm được các loại vaccine khác nhau và người ta nghĩ rằng đây là cái phương cách để mà chống dịch hiệu quả nhất và ông ạ và cần thiết nhất, và Việt Nam cũng đang làm chuyện đó. Ngày xưa lúc mà dịch nó mới có thì ông Tổng thống Trump cũng có là nửa đùa nửa thật là ông bảo uống cái thuốc mà vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh, tẩy rửa vậy, tẩy rửa đó. Ông thì nói nửa đùa nửa thật thì người ta cười ông á, nhưng mà không ai chết vì cái chuyện đó, cái câu nói của ông cả. Nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra ở Việt Nam mà chỉ có Việt Nam nó mới xảy ra, là thưa quý vị, là để chống dịch đó, thì người ta dùng ống cống. Dịch nó không có chưa qua ống cống. Đây, thì tôi đọc bài báo Việt Nam Net này. Vụ ống cống chặn dịch giữ trong nước nha, chứ không phải tôi chế là nha. Vụ ống cống chặn dịch gây chết người, truy trách nhiệm tổ chức cá nhân. Ngày 3 tháng 11, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia có văn bản đề nghị An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên kiểm tra xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc lập chốt kiểm soát dịch gây tai nạn chết người. Thưa quý vị, lúc mà lập kiểm soát cái trạm kiểm soát để ngăn chặn cái việc đi lại trái luật, và lúc đó thì người ta mang ống cống là người ta để ngoài đường chặn đường. Nó khổ một cái đó, lúc mà cái lệnh đó xong phong tỏa, dỡ cái lệnh phong tỏa rồi mọi người được đi lại rồi đó, thì người ta lại để nguyên cái ống cống đó ở trạm dịch nó còn nguyên đó. Và như trời tối mà ống cống mà để ngoài đường mà trời tối Việt Nam đâu phải là cái bẫy rồi, thì có xe đụng vào và chết người, cái tai nạn nó xảy ra là như vậy. Cho nên mới có cái chuyện mà ống cống chặn dịch gây chết người. Tức là ống cống này làm cái chốt là điểm chặn ha. Chứ không thì phải là anh uống lấy người ta là vaccine người ta cũng không trị được bệnh, người ta ngừa chưa được bệnh mà ống cống mà mình chặn được dịch thế là ghê. Anh cũng phải cẩn thận, tại vì tôi thấy anh nhiều khi anh đọc báo và anh báo nhà nước anh cứ loáng thoáng á. Anh đọc cái tựa đề bài báo xong rồi anh cứ tưởng là như vậy, Ví dụ như là báo chí Việt Nam bây giờ nhiều cái chúng tôi phải học hỏi, ví dụ như là trẻ hóa thành phần tội phạm. Nhiều cái nó cũng ghê đó. Rồi thưa quý vị,
Trở lại cái việc mà lúc nãy chúng nói là quy dạy dỗ cán bộ đó, thì có điều này thì chúng tôi đồng ý nè. Tức là về cái trang phục đó, thì ở Đồng Tháp người ta nói là không được mặc quần jean. À, không đi làm không được mặc quần jean, phải mặc quần áo lịch sự. Không được mặc quần jean áo thun không có cổ. Thì điều đó đúng. Và khi mang giày băng dép thì phải có quai hậu. Thì điều đó, thì cái tác phong của một cán bộ như vậy thì điều đó chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Nó rõ ràng như thế. Nhưng mà chúng tôi chỉ thắc mắc là cách ứng xử giống như dạy trẻ con thì chúng tôi cũng hơi buồn. Kém nha. Rồi bây giờ chúng tôi có cái chuyện này nữa. Việc mà vạch trần sân sao trong đấu thầu thiết bị y tế giáo dục. Báo Tiền Phong Online, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sai phạm liên quan đến hoạt động đấu thầu không chỉ xảy ra ở các dự án trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, mà ở cả lĩnh vực nhạy cảm mang tính nhân văn cao như y tế, giáo dục, văn hóa. Những sai phạm này gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Như thế thì sai phạm, ông nghĩ ra là không những nó chỉ nằm trong các dự án đấu thầu là giao thông, xây dựng, mà bây giờ nó lan qua cả văn hóa, y tế, giáo dục. Thế thì Việt Nam mình còn cái ngành nào không sai phạm không anh? Vâng, thưa quý vị, và thực sự ra thì tin tức nóng hổi trong những ngày này ở Việt Nam là cái vấn đề Bộ Y tế đang bị chuyện lớn, nổ lớn. Vâng, thưa quý vị, từ Bộ trưởng Y trước cựu Bộ trưởng Y tế bà Kim Tiến thì bây giờ cũng đã bị đề nghị là kỷ luật, không biết là mai mốt người ta kỷ luật như thế nào, có đi tù hay không, hay có cách chức hay không, hay bị đại khái là khai trừ khỏi đảng hay không thì biết. Nhưng mà thứ trưởng và một số người khác bị liên lụy rồi, có người đã đi tù rồi, có những bị khai trừ khỏi đảng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chương trình lần tới thì mình sẽ nói nhiều về cái tin đó, tại vì tin đó nó quan trọng, rất là quan trọng. Nhưng mà ông Tô Ân Sô, ông nói một cái điều rất là thừa, thưa quý vị. Cái điều mà ai cũng biết, ở Việt Nam người dân ta đều biết một cái chuyện là chỗ nào ăn được thì nó đều ăn. Và đó là câu thứ nhất. Còn cái vế thứ hai là ở Việt Nam bất cứ một cái cơ quan công quyền nào cũng là đều là cái chỗ ăn được cả. Nó không ăn kiểu này thì nó ăn kiểu khác. Có điều có những cái chỗ thì nó ăn lộ liễu, có chỗ thì nó ăn kín đáo, có chỗ thì nó ăn nhiều hơn, có chỗ thì nó ăn ít hơn, có chỗ thì nó ăn một cách gọi là rất là thô bỉ, có chỗ thì nó ăn một cách văn hóa hơn, có chỗ một cách nhẹ nhàng hơn, thưa quý vị. Không có chỗ nào mà nó không ăn cả. Và cái điều đó không phải là người không biết, người ta không biết, mà tất cả mọi người dân đều biết. Và không phải là đảng biết, đảng đã biết từ ngày có đảng cho đến bây giờ nó là như vậy. Truyền thống nó là như vậy. Không, nếu mà không ăn được thì người ta đã không trung thành với đảng. Người ta trung thành với đảng đâu, ngày hôm nay đâu còn vì cái lý tưởng gì nữa. Không có một cái lý tưởng như thế. Người ta trung thành với đảng, bảo vệ đảng là vì sao? Là vì người ta có ăn, người ta có quyền lợi trong đó và người ta được hưởng những cái quyền lợi, những cái hơn người khác, tiền bạc, chức vụ quan trọng từ đảng mà ra. Cho nên người ta phải trung thành với đảng mà thôi. Một cách cụ thể thôi, một cách lộ liễu thôi. Công an, cái chủ trương của ngành công an, câu slogan của ngành công an là đảng còn thì ta còn, nó rõ ràng như vậy. Đến cái độ đó thì ông Tô Ân Sô ông nói một cái điều, thưa quý vị, nó quá thừa, cái điều mà ai cũng biết cả. Vì ông có nói là việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí Thư đó, thì Bộ Công an đã nắm tình hình, nhận diện vi phạm. Tổng Bí Thư không cần nói ra cái điều này thì mọi người đều biết hết rồi. Cần nói thừa. Điển hình như là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại CDC Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Điện Biên. Nói đây thì chỗ nào nó cũng bị. Và anh, cái việc mà cái gì cũng ăn đó thì nó rõ ràng. Ngay cả cái cổng trường anh thấy không? Cái cổng trường thì anh chỉ cần xây nó phải có cái cốt sắt. Thế mà bao nhiêu cổng trường nó bị sập. Chết cả học sinh. Thì cho nên thưa quý vị, chúng tôi không biết là cái sân sau này, hình như là nhà bất cứ ngành nào cũng có sân sau cả đó. Và thưa quý vị, người ta cứ nói là làm những cái này thì ảnh hưởng, có một cái điều buồn cười nè, người ta cái nói là ảnh hưởng tới uy tín của đảng và nhà nước. Cái điều quan trọng là những người này làm hại, và đặt cái người mà bị trực tiếp là nhân dân. Chứ còn cái đảng và nhà nước có uy tín đâu mà lo. Quý vị thấy rất là rõ ràng, bây giờ ở Việt Nam cái gì mà đảng phát động, nhà nước phát động, người ta đâu có nghe. Rõ ràng như cái chuyện từ thiện đó, quyên góp chả ai cho cả. Cá nhân thì người ta cho. Cho nên là thưa quý vị, hôm nay chương trình thì nó chỉ có chừng này thôi. Chúng tôi sẽ bắt buộc chúng tôi phải tạm ngưng. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã gửi tin tức bài vở rất nhiều.
Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi sẽ gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Và lần sau thì chúng ta có thể nói chi tiết hơn về cái việc mà bên y tế. Bên bộ y tế. Xin cảm ơn quý vị.